Xuân Diệu có tên thật là Ngô Xuân Diệu, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1916 tại Bình Định. Ông còn biết đến với một bút danh khác là Chảo Nha. Đây chính là tên quê quán của cha ông tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Xuân Diệu được sinh ra trong một gia đình nhà nho hiếu học, có cha là Ngô Xuân Thọ Đỗ Tú Tài kép Hán học. Vì vậy sự nghiệp học hành của ông rất được đào tạo và hướng dẫn rất bài bản, quy củ. Cha ông là thầy giáo dạy học nên từ nhỏ ông đã được học chữ nho và chữ quốc ngữ với cha. Sau đó tiếp tục học ở các ngôi trường có tiếng khác như trường Bưởi, Hà Nội và trường Khải Định, Huế. Năm 1937, Xuân Diệu ra Hà Nội học trường luật và viết báo, là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn, một trong những tổ chức nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở miền Bắc lúc bấy giờ. Sau khi tốt nghiệp tú tài và cử nhân luật, vào năm 1943 ông đỗ tham tá thương chính và làm viên chức ở Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Ngoài làm viên chức nhà nước thì ông còn đi dạy học tư nữa. Một năm sau đó, ông quyết định thôi việc và ra Hà Nội sinh sống bằng nghề viết văn. Năm 1944, Xuân Diệu hăng hái tham gia vào các phong trào cách mạng phục vụ kháng chiến. Đầu tiên ông tham gia vào phong trào Việt Minh, sau đó trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Sau cách mạng tháng 8 1945, ông tiếp tục hoạt động trong Hội Văn hóa Cứu quốc và làm thư ký tạp chí Tiền Phong của hội. Năm 1948, ông được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam. Sau đó, ông là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa 1, 2, 3 1957 đến 1985. Ngoài ra, ông còn được Viện Hàn Lâm, Nghệ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Đức bầu làm Viện sĩ Thông tấn, 1983. Ông qua đời ngày 18 tháng 12 năm 1985. Hiện nay, nhà tưởng niệm và nhà thờ của ông được xây dựng tại quê hương là làng Chảo Nha, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Xuân Diệu được mệnh danh là ông Hoàng thơ tỉnh và là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới của thi ca Việt Nam. Bên cạnh sáng tác thơ ca, ông còn viết văn xuôi, viết báo, tiểu luận phê bình, nghiên cứu văn học. Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, Xuân Diệu đã viết hơn 450 bài thơ. Mỗi một tác phẩm đều đem đến cho thơ ca đương đại một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới. Ông là một con người có tinh thần lao động nghệ thuật đầy đam mê và bền bỉ. Ông làm thơ, văn không chỉ để khẳng định tài năng mà còn là một cách giao cảm với đời, khẳng định sự hiện hữu của mình trong cuộc đời. Ông là nhà thơ của tình yêu, của mùa xuân và tuổi trẻ với một giọng thơ sôi nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết. Xuân Diệu là nhà thơ của mùa xuân, tình yêu và tuổi trẻ. Thơ Xuân Diệu luôn thể hiện lòng yêu đời, ham sống đến cuồng nhiệt, niềm khát khao chiếm lĩnh và hưởng thụ những giá trị tươi đẹp của cuộc sống. Sự nghiệp sáng tác thơ của Xuân Diệu có thể chia làm hai giai đoạn, trước và sau cách mạng tháng 8 1945. Trước cách mạng tháng 8 1945, Xuân Diệu được xem là nhà thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào thơ mới với hai tập thơ xuất sắc, Thơ Thơ 1938 và Gửi Hương Cho Gió 1945. Xuân Diệu đã đem đến thơ mới nguồn cảm hứng mới lạ của một hồn thơ sôi nổi, thiết tha yêu đời, thể hiện niềm khát khao giao cảm tận độ với cuộc đời, bằng một cái tôi cá thể ý thức thật rõ giá trị của bản thân trước thế giới. Sau cách mạng tháng 8 1945, Xuân Diệu trở thành nhà thơ cách mạng, hòa mình vào cuộc sống mới, nhiệt thành phục vụ cách mạng. Thơ nở rộ với nhiều tập thơ lớn, Riêng Chung 1960,